cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên phó trưởng ban dân nguyện thuộc ủy ban thường vụ Quốc hội về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi quy định tại khoản 4, điều 358 Bộ luật hình sự. Theo cáo buộc, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, nguyên phó trưởng ban dân nguyện, ông Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo thông tin chúng tôi nhận được bước đầu, cơ quan điều tra xác định được số tiền ông Nhưỡng trục lợi là 300.000 đô la Mỹ. Được biết, tại cơ quan điều tra, ông Nhưỡng đã thừa nhận hành vi phạm tội và số tiền mình đã trục lợi thừa ủy quyền của ông Lưu Bình Nhưỡng, và ông Nhưỡng đã tới cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình nộp hơn 7 tỷ đồng, tương đương 300.000 đô la Mỹ khắc phục hậu quả cho chồng. Trước đó, ngày 14 tháng 11 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1964, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Việc bắt ông Nhưỡng là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quát. Đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Tại kỳ họp tháng 12 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Lưu Bình Nhưỡng đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ông Nhưỡng được xác định vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, ông Lưu Bình Nhưỡng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, việc nộp tiền khắc phục hậu quả có thể nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án, yêu cầu hoặc cơ quan điều tra sẽ viết giấy đề nghị nộp cho tri cục thi hành án dân sự. Trường hợp nộp cho cơ quan điều tra, cơ quan này sau đó sẽ chuyển tới cơ quan thi hành án dân sự. Khi bản án có hiệu lực, những khoản tiền bị can, người nhà bị can nộp sẽ được tri cục thi hành án dân sự trả cho bị hại hoặc nộp vào ngân sách nhà nước.